Hello mọi người, hôm nay kỹ sư hẻm sẽ test cho các bạn chiếc rim số bấm mà đã bỏ làm hôm bữa tới giờ. Thì bây giờ chúng ta không có nhiều vòng vo gì nữa, chúng ta đi vào. Đây là cái địa chỉ 736/29 Lê Đức Thọ, Gò Vấp. Thì địa chỉ bên đây là chuyên về rửa xe và vệ sinh tất cả mọi thứ tần tật. Thì bữa nay vì sao mình đem qua đây là vì mình vừa muốn review mà sẵn mình sẽ vệ sinh sạch sẽ em nó luôn. Rồi đây là chiếc rim mà sau khi mà mình đã làm xong số bấm đây, bạn có thể quay camera để qua đây xem ha. Đó, đây heo trước nha. Thì đầu tiên là chiếc xe này là trước khi vô mình thì đã độ heo trước heo sau, nhưng mà nó không có ngon. Với lại khi mà lên bộ số bấm và anh chủ này còn có lên bộ nhông trớn cho cái cục máy này, thì cái khi mà cái nhông trớn cái lúc mà mình không dặn ga nó giống như là mình đang bóp cô mình chạy á, thì bởi vậy nên dĩ nhiên là phải có thêm một cái dàn thắng tốt thì là tốt. Vậy nên là anh nó quyết định là gắn hai con heo Brembo 2 bit phía trước và lẫn phía sau con sò. Thay lại cái đĩa trước, tại vì đĩa trước ảnh nó hơi mò. Rồi đĩa sau thì vẫn xài lại đĩa của ảnh cũ, làm bát CNC bắt trước sau như là ok. Rồi về phần máy này thì anh chủ xe trước đó đã độ làm máy full FI rồi, thì coi như là đã khỏe được một phần, toàn bộ là full FI hết. Đó, full FI. Này phía đằng sau đây là bát heo đây. Rồi, cả trước và lẫn sau luôn, hai con heo con sò. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình test cái bộ số bấm. Thì vì sao anh chủ lại anh thích bộ số bấm này? Thứ nhất là anh thích độc lạ, thứ hai nữa là hiện giờ ảnh ở nhà anh có quá nhiều xe rồi, anh có ảnh sưu tầm SH rồi xe cọp xe beo gì quá trời tá lả ở nhà, nên anh quyết định là làm thêm cái con rim chiến này cho nó tới luôn. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho xe nha nha ha. Thì đầu tiên là khi mà mình khởi động xe nó phải có một cái nút để mà gọi là cái an toàn, thì chúng ta phải giữ cái nút bấm xuống của nút xuống số để mà khởi động chức năng trong vòng 5 giây, sau đó chúng ta bắt đầu có thể vô số. Hiện giờ đang là số mo ha, mình dặn ga xe không chạy ha. Thì bắt đầu mình sẽ vô số 1 nè. Đó, số 1 rồi đó. 2 3 4. Rồi trả số nè, 3 2 1. Mo rồi à, mo rồi. Tại vì nó là cái nhông trớn, tại vì cái xe này nó là cái nhông trớn nên khi mà trả mo thì nó vẫn quay đó, chứ thật ra là nó đã hết số rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chạy thử nhanh hơn nha, để xem coi nó có phù hợp với lại cái giao thông đô thị hay không. Bắt đầu nha, số 1 nè, bắt đầu chạy. Đó, tiến gần lại đây xem đồng hồ nè. Bắt đầu nha. Đây, mình đang số 4 nè nha. Mình đang số 4 rồi nè. Bây giờ mình bấm một cái là sẽ xuống 3 nè, 2 nè, 1 nè. Dạ mò. Có nghĩa là khi mà bạn chạy, bạn chỉ việc 2, 3 lên xe. Rồi, bấm nút, lên số 1. Rồi, lên 2, lên 3, lên 4. Hay chưa? 3, 2, 1, 0. Rồi, số mo trở lại. Đó, xe này ra đường là hôm bữa giờ mình khi mà mình chạy test thử ở ngoài đường thì có mấy nhiều anh em đi theo đằng sau. Kỹ sư hẻm kia đang test số bấm. Tại vì nhìn thấy không, chân không đạp mà nghe tiếng cốc 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 giật. Quá là tuyệt vời, lợi hại. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tắt thôi. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Khởi động lại thì bật chìa. Rồi giữ nút xuống số trong vòng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thả ra. Mình có thể vô số mà không cần phải nổ máy cũng được. Đó, mình vô 1 cũng được nè. Trả mò cũng được luôn. Đó là do tùy mình. Thì được cái là khi mà gắn nhông trớn này, cho dù nó còn số hay không còn số thì cái xe này vẫn đẩy đi được. Nên cho dù bạn có tắt máy hay gì, nói chung là xe này một cái xe cũng khá tiện lợi, nó sẽ tiết kiệm xăng á. Tại vì khi mà bạn không dặn ga nữa thì nó giống như một chiếc xe đạp, nó trôi vậy thôi. Thì với những người mà không chạy quen á, mà lỡ đang dặn hết ga mà lỡ có tình huống thì không có thắng số thắng gì được đâu nha. Chỉ có sử dụng thắng tay thắng chân mà thắng lại thôi. Rồi,